Thẩm mỹ viện Korea là số 1. Mọi người hãy tự tin hãy đến thẩm mỹ viện Korea là sẽ đẹp ạ. Chị mập lên khoảng cũng cả chục năm á, từ sinh đứa thứ ba. Chị sinh đứa thứ ba là tự nhiên là người chị nó mập lên, tích mỡ nhiều. Rồi đó chị tới bên em là 53kg. 53kg là nếu mà so với cái cơ thể chị không mập nhưng mà chị thừa mỡ. Trời ơi, cái vùng bụng của chị nó phình cái to chảy xệ xuống á. Hai phần hông to luôn á. Thì nói chung là mặc quần áo rất là khó. Tại mặc nó cứ mặc đầm cái gì đó nó cứ nồi bụng lên là chị cũng ít mặc á. Mà mặc cái xong rồi ghen phần này nó lại đưa lên phần chỗ đó, phần trên. Chị mặc đầm, chị thường là chị hay mặc phải may đầm xè ở dưới, phần dưới thì rộng ra này để cho nó che bớt cái phần bụng đi. Nhưng mà đôi lúc thì mặc đầm vô thì bảo ôi sao cái bụng nó rồi ra to như thế thì mình cũng thấy ngại. Nhưng mà chị cũng cảm thấy rất là mệt, tại vì làm cái gì ngồi lâu cái gì nó đau lưng nó mệt mỏi, cái thở miết là xong là cũng không có làm được nhiều việc. Cái bệnh lý thì chị cũng không có bệnh lý gì nhiều, nhưng chị chỉ có đau dạ dày rồi cũng nhức mỏi xương khớp thì có. Chị cũng mong muốn là lâu lắm rồi thực sự, nhưng mà chị cứ thấy là mổ rồi hút mỡ gì đó là chị rất là sợ, thế là chị không có dám. Nhưng mà chị mới coi bên chương trình bên Facebook này, bên thẩm mỹ viện Korea này được 4 tháng rồi, bắt đầu chị quyết định đi làm. Chị thấy nó không có xâm lấn gì hết, thế là nó sẽ đào thải ra thì chị cũng tin tưởng chị xuống làm. Hiện tại là chị giảm được 6kg. Vòng sen thì chị giảm được mỗi vòng được 15cm. Chị có đi ra chợ vậy thôi, gặp bạn chị lâu lâu, ủa sao bữa nay ốm dữ vậy, sao bụng đi đâu hết rồi, làm cách nào mà sao bụng nhỏ nhanh thế. Nhà chị bán hàng á, đôi lúc là chị quay mặt vô bên trong á, ông người ta gọi kêu là mua hàng, thế chị quay ra chỗ, ủa sao họ nói là ủa sao nhìn như con gái thế, nhận không ra. Nếu chị quay ra thế họ giật mình. Chị cũng nói là chị đi giảm mỡ ở dưới thẩm mỹ viện Korea này, thế là người ta cũng muốn đi. Nhưng chị cũng hôm nay chị cũng giới thiệu một người đi xuống làm cùng với chị đó, bạn chị kêu bảo ủa sao bên anh nhìn quay trở lại tuổi con gái rồi, thời thanh xuân rồi đó, hồi mới lớn rồi đó, trời ơi. Nghe thế là cũng rất là vui mừng luôn. Trời ơi, chị còn chưa làm xong nội trình bên em, chị cũng vẫn chưa có may gì đồ mới, chị mặc cũng rộng thùng thình à. Khi nào giảm xong rồi chị sẽ may lại đồ mới hoặc là sửa đồ lại để mặc. Xuống viện em rất là thoải mái, rồi các bác sĩ rất là nhiệt tình, hướng dẫn rồi chu đáo. Thế là có cái gì mà thắc mắc thì mình nhắn tin rồi gọi điện hỏi rồi các bác sẽ tư vấn cho mình tận tình luôn. Thì nói chung là chị em phụ nữ thì ai cũng thích đẹp, nếu mà vẫn đẹp thì cứ tự tin đến thẩm mỹ viện Korea thôi là sẽ đẹp luôn, đảm bảo luôn, giảm mỡ giảm ký nhiều luôn á. Cho nên chị em cứ tin tưởng tới thẩm mỹ viện Korea là được. Thẩm mỹ viện Korea là số 1. Mọi người hãy tự tin hãy đến thẩm mỹ viện Korea là sẽ đẹp ạ. Hệ thống viện thẩm mỹ Korea, cơ sở 1, số 100 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, cơ sở 2, số 1, Trần Nhật Duật, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, liên hệ 1900 0361 hoặc 0787122222 để được tư vấn trực tiếp.